Xin chào mọi người, vừa qua trong số những sản phẩm đất AM mới ra mắt trên thị trường thì mình ấn tượng nhất về một mẫu, đó chính là mẫu sao Luster X3 từ RIT. Lý do vì sao? Đơn giản hơn các bạn, chỉ với một mức giá rất là phải chăng mà trong này nó lại chứa rất là nhiều cổng kết nối nè, những tính năng mà thật sự mình đọc qua mình thôi. Rồi, cái này giống như là một mẫu đất AM quốc dân vậy đó, cái gì cái cần là cũng có hết. Vậy thì nó đa năng thế nào? Thôi, không để mọi người để lâu nữa, mời mọi người xem video ngay sau đây sẽ biết ngay. Đầu tiên chúng ta hãy nói sơ qua về thiết kế. Sao Luster X3 có thiết kế gần như y hệt một mẫu đất AM mà mình rất là hết mà từng sử dụng, đó chính là mẫu GDS Lab Element. Cái này nếu mà các bạn nào mà có từng chơi âm thanh mà tầm khoảng 4 năm trước á, chắc chắn sẽ biết đây là một mẫu âm thanh mà nó đất AM nó rất là cao cấp cũng như là rất là đẹp. Về cơ bản thì các bạn sẽ có được một khối nhựa hình vuông màu đen cũng như là một núm giảm volume ở phía trên, kèm theo đó là gì? Cái đèn LED để các bạn có thể coi được những hiệu năng, những cái tính năng mà nó đang làm. Ví dụ như là LED ở ngay nút micro này cho các bạn biết được đây là âm lượng các bạn chỉnh là micro hay là của tai nghe. Nút ở ngay nút giữa mode này cho phép các bạn biết được EQ của mình đang dùng là một gì. Cũng như nút ở bên đây cho các bạn biết được là tính năng, những tính năng mà phụ á, như ví dụ như là boost bass nè, tăng khả năng nghe tiếng bước chân nó có đang bật hay không. Theo mình thấy á thì chất lượng làm nên cái đắc âm này cũng tương đối, tức là tuy làm bằng nhựa nhưng mà các bạn cầm lên vẫn khá là chắc chắn và cũng rất là cứng cáp. Thật ra mình thích cái vật liệu này hơn bởi vì sao? Khi mà các bạn cầm nó bằng nhựa thì các bạn sẽ đỡ được một điều là đỡ bị giật. Còn ở trong mẫu đắc âm cũ mà mình sử dụng á, nó bằng kim loại nguyên khối. Rờ thì nó sướng thì có nha, nhưng mà tin mình đi, lâu lâu nó lại tê tê một chút thì không có sướng tiếng nào đâu. Phía trước các bạn sẽ có được hai cổng 3.5, một là dùng để cắm micro và một cái dùng để cắm tai nghe. Mặt sau thì nó phức tạp hơn nhiều và cũng như là những tính năng cổng kết nối nhiều mà mình nói ở lúc đầu. Các bạn sẽ có được 3 cổng kết nối chính để kết nối giữa những dàn lo 5.1 hoặc những tai nghe Real 5.1 như là kết nối Ron nè, Sai nè, Real nè, cũng như một cái là kết nối vào cổng sub. Cái này thì các bạn nào mà phải sử dụng như mình nói là lo 5.1 và tai nghe Real 5.1 mới xài được, còn không thì các bạn cứ cắm ở phía trước. Tiếp theo là một cổng line in, cái này dành cho những ai mà muốn sử dụng điện thoại hoặc là những cái máy nghe nhạc làm nguồn phát thì phải xuất từ cổng 3.5 cắm thẳng vào đây và để này mới nghe. Cũng như là một cổng optical out, cái này đặc biệt nếu như các bạn đang sử dụng sau 3 và BS4 và các bạn muốn tận dụng những bộ giải mã âm thanh ở bên trong nó thì các bạn có thể kết nối với máy tính rồi cho nó xuất cổng out quen ra cắm vào lo, thì các bạn sẽ cái này nó giống như là một cục để trung chuyển tín hiệu thôi, nó đổi tín hiệu từ USB qua optical chứ không có ảnh hưởng gì tới chất lượng âm thanh hết. Cuối cùng là cổng USB Type-C, cổng này khá là quan trọng bởi vì cổng này là cổng nhận tín hiệu chính từ PC cũng như là cổng cấp điện luôn. Nếu như các bạn mà không muốn nhận tín hiệu từ PC mà chỉ đơn thuần đơn giản sử dụng cái này á như là một cái on âm ly thôi á, thì các bạn phải cắm cổng Type-C này vào một cục sạc cắm vô tường. Lưu ý là cái cục sạc này thì nó không có cho kèm như các bạn, nó chỉ cho kèm như mình một sợi dây Type-C mà thôi, còn lại thì mình cắm vô đây để nghe. Nói chung là mình thấy tính năng nó cũng hơi thừa và thật sự nó hơi rối rắm, không cần thiết lắm, nó không có được đa dụng lắm nên thừa thì các bạn cứ xài với PC thôi là ngon nhất rồi. Về tính năng thì đây mới là điểm mạnh nhất của sao Luster X3. Nói thiệt với các bạn á, mình đọc rồi mình tìm hiểu qua thì nó cũng rất là dài và nó cũng nói rất là nhiều. Nhưng mà để tóm gọn cho các bạn thì đầu tiên đây là một chiếc sao kẹt 5.1. 5.1 và các bạn coi là giá là 7.1 cũng được, bởi vì đây nó sẽ chuyên dùng cho những ai có tai nghe và lo Real 5.1 cắm ở 3 cổng ở mặt sau này, nên mình nói nè. Hoặc nếu như các bạn đang chỉ sử dụng tai nghe nghe game thông thường thôi thì cắm ở phía trước và nó có sẽ hỗ trợ cho bạn giá là 7.1. Tiếp theo thì sao Luster X3 này được hỗ trợ tính năng là Super X5 mà RIT khá là tự hào. Mình có tìm hiểu thử thì cái tính năng này nó chủ yếu là làm giống như là bạn mở rộng âm trường ra nè, bạn nghe được chiều cao sâu hơn nè, chiều cao nó rõ ràng hơn, giống như là bạn đang nghe nhạc mà bằng lo vậy đó. Tức là các bạn có hơi thắc mắc là tại sao mà khi sử dụng tai nghe lại nghe giống bằng lo được. Cái này thiệt ra thì mình cũng hơi khó thích cái này, nếu mà được các bạn nên nghe thử. Nhưng với mình á thì nó hơi ảo một tí, bởi vì thật ra mình đã quen nghe bằng tai nghe thường rồi. Nghe qua cái này tự nhiên cái âm trường và âm hình nó bị rối loạn hết. Tự nhiên mình thấy sao nó rộng ra, nó xa lên và tự nhiên mình đang lơ lửng ở giữa vậy đó. Thì các bạn cần phải có một khoảng thời gian để làm quen. Tiếp theo, đây là một trong những chiếc đắc AM được hỗ trợ luôn phần mềm các bạn. Nó sẽ có một cái phần mềm đó chính là, đây để mình tìm thử, đó là phần mềm Sao Luster Command. Sao Luster Command này để làm gì? Đơn giản thôi là để cho các bạn có thể tinh chỉnh những tính năng EQ lên đây cho nó dễ dàng. Ví dụ như bên đây thay vì phải nhớ là phải ấn mấy lần đèn màu gì để ra được EQ đó thì các bạn chỉ cần ấn ở bên kia là được. Hoặc các bạn có thể bật tắt tính năng Super X5. Mà lưu ý rằng nếu mà các bạn bật tính năng này lên, hầu như là mấy chế độ EQ, boost, bass, tăng, đếm bước chân gì đó là các bạn sẽ bị tắt hết.
cho nên thì lưu ý nha, nếu bật cái này thì sẽ bật cái kia. Thì về cơ bản á, các bạn có thể cài được cái phần mềm này thông qua PC thì đơn giản thôi, lên trang chủ tải về. Nếu mà muốn sử dụng qua điện thoại cao cấp hơn thì các bạn có thể tải về từ store, và các điện thoại á, nó sẽ có điều khiển với chiếc này thông qua một cái loại là Bluetooth Low Energy. Các bạn lưu ý rằng cái phần mềm như vậy thì nó chỉ có tính năng á, là điều khiển những chế độ EQ trên đây thôi, chứ không có chức năng là truyền nhạc qua nha. Cho nên về cơ bản con này vẫn là con xài dây nghe nhạc chủ yếu là từ PC là chính. Vậy thì tóm lại, đây là một mẫu đắc am mà mình nói thiệt ra mình thấy cái gì nó cũng làm được. Các bạn có thể nghe nhạc, chơi game, xem phim cho đến nghe nhạc không thường đều có thể làm được. Tuy nhiên, vậy điểm yếu của nó là gì? Nó có phải là bạn thấy nó quá toàn năng hay không? Đến chắc âm mình sẽ nói kỹ hơn. Về chắc âm với các bạn thì mình để test thì mình sẽ là không hề chỉnh EQ, không hề chỉnh tính năng Super X-File cũng như không bật tắt gì hết. Tất cả đều để mặc định để cho tụi mình có thể đánh giá được cái một cách mà toàn diện và rõ ràng nhất. Thì nói sao nhỉ? Với hàng đống tính năng nè, cộng kết nối mà nó được thêm vô cái này á, chắc âm của con này hơi thường. Nó đặc trưng theo kiểu của Reality. Nếu mà mình cũng để ý kỹ là mình cũng cầm trên tay cũng khá nhiều sản phẩm của Reality, và mình cảm thấy tất cả hầu như những sản phẩm của Reality á, nó đều theo một cái line chắc âm kiểu vậy. Tiếng sáng nè, hơi nhắn bass một tí xíu, ít ship, dễ nghe. Đó, các bạn có thể mường tượng được trong những cái đặc điểm đó. Và hầu như những cái sản phẩm của Reality nó đều theo cái điểm này. Chỉ là một con thì tốt hơn, con thì xấu hơn, hoặc là những con thì boost bass nhiều hơn tí thôi. Điểm mạnh của những chất âm này là gì? Các bạn dễ nghe, rất là dễ nghe, mà nó thiệt hay thì chưa chắc, dễ nghe. Điểm yếu, dễ chán. Vậy thì sao? Nó không hề có một điểm nhắn các bạn. Một số điểm thì nó sẽ hơi boost bass lên thì các bạn nghe đó, nhưng mà thật sự là con này không có boost bass, cho nên nếu mà các bạn nghe lâu á, đối với mình thì mình thích một cái gì đó nổi trội hơn thì cái này nó dễ chán. Và thật sự là cái độ chi tiết của nó cũng chưa được cao cho lắm. Các bạn hơi nghe rõ ràng được tiếng môi trường xung quanh, tuy nhiên để phân biệt được tiếng đó là gì vẫn hơi khó. Và hơi, nói chung là phải tập trung tí xíu mới nghe được cái tiếng đó là tiếng à, chứ không như là nó không có nổi lên, nó không có sắc nét lên, và nó hơi chìm chìm xíu, nó hơi mờ. Còn lại thì tiếng người nói nè, tiếng bước chân các kiểu là nó vẫn tái hiện tốt và nghe rõ nếu mà các bạn cần chơi game. Nhưng mới một người mà thường nghe nhạc như mình thì nó cũng thường thôi, nó không phải là hay lắm. Dễ nghe, nhưng hơi chán. Chống chính xác là vậy. Sau cùng, với mình thì sao Laster X3 không thật sự là một mẫu đắc âm hoàn hảo. Vì sao? Vì tuy rằng nó có rất nhiều tính năng nè, thể loại nào nghe cũng được, thiết bị nào cũng kết nối được, lại khiến nó ôm đờm hơi nhiều, dẫn đến chất lượng âm thanh mà như mình nói với các bạn á, hầu như chơi mức trung bình. Dễ nghe nhưng không có nhiều điểm nhấn, nên đó có thể coi là một nhược điểm. Tuy nhiên, nếu như các bạn đang tìm một chiếc đắc âm đa năng nè, toàn tài để chơi game nè, xem phim thì nghe nhạc, thì trong tầm giá này thật sự là mình cũng không recommend được mẫu nào hơn mẫu này cả. Bởi vì các bạn phải nhớ rằng đây là chỉ là một chiếc đắc âm có giá tầm khoảng 120 đô mà thôi, mà nó là hơi bị nhiều thứ mà mình đã giới thiệu cho các bạn. Nào là hỗ trợ reel 5.1, giả lập 5.1, những cái EQ, boost tiếng bước chân khá là ngon đó các bạn, nên test thử rồi nghe được chứ. Super X-File và chưa cả thiết kế cũng khá là đẹp nữa, thì không như không có mẫu nào hơn đâu các bạn, chịu thôi. Còn nếu như các bạn mà đầu tư thêm tiền để nghe được chuyên biệt như chơi game, xem phim thì đó là một câu chuyện khác rồi. Và nếu như vậy thì mình sẽ cố gắng tìm những mẫu mới để có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn. Đến đây là hết video review của mình rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên cho mình một like và subscribe nha. Xin chào và hẹn gặp lại.